bây giờ cũng xong rồi cô chú anh chị ơi, làm xong rồi. Thì vừa rồi là có Hân Trần có xem một cái clip là chị Hồng Phượng cũng đã lên họp báo rồi, nói về cái số tiền của đám tang á. Khung cảnh thì nó cũng giống như mọi ngày thôi. Mọi người có thể xem cái clip mà Hồng Phượng là lên đính chính rồi coi như thế nào nha. Hả? Còn có đính chính đâu. Ủa nãy lo phát nghe nhạc lớn lắm mà bây giờ tự nhiên tắt hả? Rồi sao ngạc nhiên ghê ha? Chứ cái này là người ta nhiều khi người ta thử lo rồi lát hồi là bắt đầu người ta mới ngày mai bắt đầu mới chính thức. Ủa giờ ở đây cũng có gắn lo một cái lo ở đây nè cô chú anh chị. Ở phía trong thì cũng có anh đó, anh đang lau cái mồ của cậu. Hôm nay là phân lô hết rồi, khán giả đến lau mộ cậu cũng rất là đông luôn, dọn dẹp mà mộ cuối giờ rồi. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười cái, mười cái bên đây là để coi coi. Một hai ba hả? Ủa cái mộ bên đây là mộ bự hả? Mộ bên kia nó mộ nhỏ hơn. Vậy là cái lô bên cậu sao nhỏ ha, cái lô bên đây là nó bự ha. Chứ sao? Không, nhưng mà cái lô bên kia nhỏ hơn, đúng rồi. Cái lô bên kia, thí dụ lô bên này là 2,5 m đi, lô bên kia chừng 2 m à. 2 m thì cái chiều dài của nó là 3,6 m giống nhau. Cô chú anh chị thấy không, cái hai bên là nó bên đây nó bự hơn cái lô bên kia. Thì tiền mà ít hơn thì nó sẽ nhỏ hơn. Đó, khán giả đến lau mộ cho cậu cũng rất là đông nè cô chú anh chị. Hồng Loan mới họp báo rồi đó. Họp báo rồi. Thì họp đưa Hồng Phượng chứ quên lộn. Không, thì không biết họp ở đâu mà đưa lên mạng quá trời luôn rồi. Khi mà họp báo á, thì cũng thấy cô chú anh chị cũng bức xúc lắm, xong rồi comment rất là nhiều luôn. Thì không biết sự việc nó tới đâu rồi, họp báo thì nói về vấn đề là tiền bạc phóng điếu rồi. Bây giờ là chuyện gia đình, không chuyện gia đình sao được. Bây giờ là chuyện xã hội luôn rồi, tại vì đưa lên họp báo là đưa lên mạng xã hội rồi, hiểu không? Rồi bây giờ cái tại vì xã hội quan tâm luôn rồi. Nói chuyện gia đình thì không đúng, thì bây giờ mình cứ mình không có nói xấu nói tốt bên nào hết, thì mình chỉ đưa thông tin cho bà con thôi, bà con coi như thế nào thôi. Tại vì bây giờ hôm nay họp báo là đã đưa lên mạng lại rồi, giống như là chị Hồng Loan với anh Vũ Lân cũng đưa lên mạng rồi, nói thế này thế kia rồi, thì hôm nay Hồng Phượng cũng lên mạng rồi, đính chính hay là họp báo rồi đó. Sự việc hôm nay vậy thì mọi người cứ coi rồi thử tình hình nó như thế nào, từ từ rồi thư kiện nó cũng phải ra rồi. Chắc lâu anh ha. Chắc mất mấy tháng cả năm anh ha. Cái clip đầu tiên á, là Hồng Phượng cũng nói là sau 100 ngày thì sẽ họp báo đưa thông tin tiết lộ những cái thông tin. Thì hôm nay là chính thức Hồng Phượng cũng lên họp báo là đính chính vấn đề đó. Tiền này kia đó thì Hân Trần không có nói gì nhiều, tại vì lên họp báo là chứng vấn đề của xã hội rồi cô chú anh chị ơi, chứ không phải là vấn đề gia đình nữa. Thì mọi người coi thử xem xét cái tiền phúng điếu thì ví dụ như là đám tang của cậu thì cũng phải ghi lại danh sách, rồi mai mốt cũng phải cho cậu, cũng cái đó cũng đúng chứ không phải cái sai đâu. Thì khán giả ở trong á là đang dọn dẹp thắp nhang cho cậu là cuối giờ, thắp nhang rồi xếp hàng thắp nhang rồi lau rửa rồi chùi đèn rồi. Hôm nay anh Ngọc bén hơn nhiều, bởi vì anh Ngọc ra tài ơi chạy đi với tài. Ở gì?
lá hồi hơn chừng cũng thắp nhang đốt thuốc cho cậu rồi xong rồi mới về mấy cái đèn năng lượng mặt trời. Clip nào à. Hồng Phượng mới học báo rồi biết chưa? Trời, học báo ở trên rồi. Ừ. Con lên đài rồi chú. Lên đài rồi. Mới về rất thì lên đài. Hôm nay là nhiều nghệ sĩ đến, chỉ như nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm rồi hình như có một hai nghệ sĩ nữa thì phải. Mới đến. Thắp nhang cuối giờ đốt con này đốt kia cho cậu, làm gì làm cho mộ cậu vẫn đẹp tươi đúng không? Vẫn đẹp, vẫn tuyệt vời, ai cũng yêu cậu hết đúng không? Vẫn đẹp tuyệt vời. Cố ít lòng nhiều làm xiên thì đánh chuyện thế gian, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nợ cuộc đời không ai khổ bằng cha. Ở ngoài cũng có khán giả, cô chú anh chị cũng đang ngồi nè, cũng đâu muốn về đâu cô chú anh chị. À, đi thắp nhang cho chung quanh các mộ. Đây có một cái anh trai cũng đem bông đến viếng mộ nghệ sĩ Tư Còn, cô chú anh chị ơi. À, không biết là đó, thấy chưa, không biết là có họ hàng hay là bà con gì đó. Rất là nhiều nghệ sĩ đến viếng ngày hôm nay luôn, nhiều khi mình không có biết mặt á, rồi bịt khẩu trang che kín hết rồi cô chú anh chị. Thì trở lại cái chuyện họp báo của chị Hồng Phượng, thì lúc mà trên cái luồng livestream thấy cũng nói rất là nhiều của chú anh chị ơi, thì không biết sao, có nghĩa là bây giờ trên cộng đồng mạng đa số không có tin chị Hồng Phượng. Bây giờ có nói gì nói giống như là khi thương thì trái ấu cũng tròn, khi ghét thì bò hòn nó cũng méo, nó là như vậy. Bây giờ có giải thích thì người ta cũng không nghe hay sao. Có chó luôn kìa, nguyên con chó kìa. Đúng rồi, tắt tụng kinh rồi anh Minh Đương Nguyễn ơi, hồi nãy mở cái lọ lớn lắm nên dính Long Quyền hết trơn rồi nên út tắt tiếng giờ mở rồi đó. Không nhận cái lo nó phát mà mình điếc lỗ tai luôn á trời. Hồi xưa mà trường học của mình hay phát. Zoom lên nó nhả coi cái lo phát kìa, đó cái lo phát điếc lỗ tai luôn, hồi nãy vừa phát cái là hung dần chạy trốn luôn. Cái lo đó cả nhà. Nhìn cái đầu tay của Út nha. Đây, đây cái lo nè. Cái lo dính Long Quyền mà Út tắt đó nha. Cái bình này đó nè chị. Nhập kinh đi cả nhà đó, cả nhà thấy nghe cái đầu tay á. Hôm nay mới phát thử rồi, phát hình như nghe nó hai bài thôi. Phát nữa không trời? Rồi ngày mai chắc là phát tiếp tục lên nữa chứ gì mà không phát, nghĩ sao không phát vậy? Gắn lo mà kêu không phát. Nếu ngày chẳng lẽ gắn lo để chơi. Nếu mà ngày mai mà Út mà like mà cả nhà không nghe tiếng thấy hình sao Út là cả nhà hiểu là cái lo đang phát nhạc thiền nha cả nhà. Nhạc cũng kinh đó, nhạc là thật á. Là cả nhà cũng thông cảm cho Út nha. Thì coi hình thôi. Cái lo đó lớn quá cả nhà ơi, cái lo hồi xưa giống như cái thì cái lo đó lo khu phố với cái lo mà nhà nước hay gắn để phát thanh là hôm nay có sự việc gì mà nói gì việc gì ở ấp ở xã còn cái lo đó đó. Nhà nước không phát thanh là mỗi gia đình chỉ được một vợ và hai con rồi hôm nay là đi bầu cử nha, thí dụ như vậy đó, là cái lo này phát nè. Có tin gì là trên đó mấy đó. Cái cục đèn đồ đó là cái lo này. Lo làng đó nó đó. Lo làng phải không? Đúng rồi. Lo làng là nó đó. Nên người ta vừa tắt cái ốc mở tiếng là liền cái nhà thông cảm cho Út nha. Bị gì nhiều vậy cho em kéo quá chị. Lo nó không vô luôn nè. Nè, sạc từ 52 mà còn 31 lại. Trời ơi, chị lay với em Phương nó vô được. Chị không lay á.